Hôm qua, trường Trung học phổ thông Dòng Thê tổ chức hoạt động chuyên đề công tác thư viện cụm Thoại Sơn, Long Xuyên với chủ đề trang sách mùa xuân năm học 2022-2023. Tại hoạt động, học sinh các trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện đã biểu diễn các tiết mục văn nghệ, ca múa nhạc, triển lãm sách. Thông qua các nội dung hoạt động còn giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, tạo môi trường thuận lợi để các em phát huy năng khiếu, tài năng của bản thân. Ngoài ra, đây cũng là dịp để cán bộ, quản lý, giáo viên, nhân viên thư viện và học sinh giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, góp phần đổi mới hoạt động của thư viện trường học nhằm thúc đẩy quá trình dạy và học trong nhà trường, góp phần vào phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.